Xin kính chào quý vị, chào các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 6 tháng 10, tức là ngày 22 tháng 8 âm lịch, đoàn đại biểu tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa làm trưởng đoàn đã đến dâng hương dâng hoa tưởng niệm vua Lê Thái Tổ tại tượng đài anh hùng dân tộc Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa. Dự lễ dâng hương có các đồng chí Đỗ Minh Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các ban sở ngành đoàn thể cấp tỉnh. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa, các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã dâng hoa, dâng hương, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn công lao của anh hùng dân tộc Đức Thái Tổ Cao Hoàng đế Lê Lợi, các bậc khai quốc công thần và nghĩa quân Lam Sơn. Phát huy hào khí Lam Sơn và truyền thống anh hùng của dân tộc, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa nguyện ra sức thi đua, nỗ lực phấn đấu, nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung trí tuệ và nguồn lực, phát huy sức mạnh toàn dân, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 đã đề ra, hiện thực hóa khát vọng thịnh vượng, xây dựng tỉnh Thanh Hóa giàu đẹp, văn minh và hiện đại như mục tiêu nghị quyết số 58 của Bộ Chính trị khóa 12. Hôm qua, đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng các đại biểu Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách đã tiếp xúc với cử tri thành phố Thanh Hóa. Dự buổi tiếp xúc có các đồng chí Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Lê Anh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thanh Hóa. Tại các buổi tiếp xúc, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đã thông báo dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 và kết quả trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri gửi đến đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tại kỳ họp thứ 5. Cử tri thành phố Thanh Hóa đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa tại các kỳ họp Quốc hội, qua đó góp phần cùng Quốc hội quyết định các vấn đề lớn đáp ứng đòi hỏi của tình hình thực tế, có tác động quan trọng đến phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Cử tri thành phố Thanh Hóa đã nêu lên những bất cập tồn tại và những vấn đề nảy sinh trong thực tế làm ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế xã hội tại địa bàn. Đồng thời kiến nghị đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa đề xuất các cấp có thẩm quyền xem xét việc bổ sung biên chế công chức hành chính cho thành phố Thanh Hóa tương đương các đô thị loại 1 trên toàn quốc và tăng số lượng cấp phó các phòng chuyên môn để phù hợp với đặc thù của đô thị. Kiến nghị Quốc hội Chính phủ giao Bộ Giao thông Vận tải cùng các bộ ngành trung ương sớm giải quyết dứt điểm các vướng mắc về hợp đồng dự án, đôn đốc chỉ đạo công ty cổ phần BOT đường tránh Thanh Hóa sửa chữa kịp thời các hư hỏng trên tuyến đường tránh thành phố Thanh Hóa nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Cử tri thành phố cũng kiến nghị các cơ quan chức năng có hướng dẫn cụ thể đối với từng trường hợp cơ sở, nhà đất thuộc danh mục thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội, xem xét tăng nguồn kinh phí cho bảo tồn, phát huy giá trị di tích lịch sử văn hóa. Cử tri cũng kiến nghị nhiều nội dung liên quan đến luật đất đai, chính sách đối với người có công và nhiều lĩnh vực khác. Đồng chí Lại Thế Nguyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa trân trọng cảm ơn, tiếp thu các ý kiến của cử tri và khẳng định đây là những ý kiến hết sức xác đáng, thể hiện tâm huyết, trí tuệ và trăn trở của cử tri thành phố đối với sự phát triển của quê hương đất nước. Đoàn đại biểu Quốc hội nghiêm túc tiếp thu và sẽ phản ánh trung thực đầy đủ đến Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chính phủ, các bộ ngành trung ương, các kiến nghị thuộc thẩm quyền của tỉnh. Đoàn sẽ gửi đến Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh và các ngành của tỉnh xem xét giải quyết. Đồng chí Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa thông tin thêm về nội dung kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15 với hai nội dung quan trọng là công tác lập pháp và quyết định một số vấn đề kinh tế quan trọng của đất nước, đồng thời làm rõ thêm một số vấn đề cử tri nêu. Đồng chí đề nghị thành phố Thanh Hóa quan tâm giải quyết những kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền, đồng thời mong muốn cử tri thành phố Thanh Hóa sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, có nhiều đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương và của tỉnh. Chiều qua, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa khóa 15 gồm các đại biểu Mai Văn Hải, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Cao Mạnh Linh, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, Cầm Thị Mẫn, đại biểu Quốc hội chuyên trách đã tiếp xúc cử tri tại huyện Như Thanh. Với tinh thần dân chủ và thẳng thắn, cử tri huyện Như Thanh đề nghị Trung ương xem xét giải quyết những khó khăn trong việc thực hiện tiêu chí số 17 về nước sạch, vệ sinh môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới ở các huyện miền núi, điều chỉnh quy mô, đối tượng các dự án phải lập đánh giá tác động môi trường để phù hợp với thực tiễn, xem xét tăng thêm chỉ tiêu phân khai một số loại đất còn thiếu đối với tỉnh Thanh Hóa. Cử tri huyện Như Thanh cũng đề nghị có cơ chế chính sách để các hộ có mức sống trung bình được vay vốn phát triển sản xuất, nâng mức phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và ở thôn, tổ dân phố, hỗ trợ trang thiết bị y tế, bổ sung nguồn nhân lực cho bệnh viện đa khoa huyện, trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã. Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Mai Văn Hải đã trao đổi, làm rõ một số nội dung cử tri quan tâm,
và đề nghị các sở ngành, lãnh đạo địa phương nghiên cứu giải quyết những vấn đề cử tri phản ánh kiến nghị thuộc thẩm quyền. Những ý kiến kiến nghị của cử tri sẽ được đoàn đại biểu Quốc hội Thanh Hóa tiếp thu để tổng hợp trình Quốc hội và các cấp ngành có thẩm quyền xem xét giải quyết. Trong hai ngày mùng 4 và mùng 5 tháng 10, đoàn giám sát của Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa do đồng chí Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững từ năm 2021 đến nay trên địa bàn huyện Mường Lát. Qua kiểm tra giám sát cho thấy, công tác giảm nghèo tại huyện Mường Lát đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đến hết năm 2022, toàn huyện còn hơn 4.200 hộ nghèo, chiếm 47,7%. Ước đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, tỷ lệ hộ nghèo sẽ còn 39,3%, giảm 8,4% so với năm 2022. Nhiều chỉ tiêu về việc làm, y tế, đào tạo nghề, làm nhà ở cho hộ nghèo và chăm sóc trẻ em nghèo đã được huyện tổ chức thực hiện hiệu quả, góp phần hoàn thành mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình trên địa bàn huyện vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như tiến độ giải ngân nguồn kinh phí, thực hiện các dự án thuộc chương trình còn chậm. Trong 3 năm mới đạt 17,2 tỷ đồng trên 153,7 tỷ đồng, đạt 11%. Kết quả giảm nghèo chưa thật sự bền vững, chênh lệch thu nhập giữa các hộ, nhóm hộ, các vùng, các dân tộc vẫn còn cao. Tình trạng người nghèo, thậm chí là ở một số cấp ủy, chính quyền địa phương ở cơ sở, vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại nhà nước và cấp trên. Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân tộc Hội đồng Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn Giám sát Nguyễn Văn Hùng chia sẻ khó khăn với Mường Lát, địa bàn miền núi cao, biên giới có địa hình phức tạp, chia cắt, khí hậu khắc nghiệt, khó khăn trong phát triển kinh tế xã hội và ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo. Đồng chí đề nghị ban chỉ đạo của huyện Mường Lát cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chương trình một cách bền vững, lồng ghép với các chương trình phát triển kinh tế xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Với việc thực hiện nghị quyết số 11 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa về xây dựng và phát triển huyện Mường Lát đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 để hỗ trợ cho chương trình giảm nghèo. Thời hạn giải ngân nguồn vốn trung ương cấp năm 2022 còn rất ngắn. Vì vậy, huyện cần xây dựng kế hoạch cụ thể trong từng tuần, tháng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án thành phần thuộc chương trình, tránh tình trạng phải chuyển trả trung ương nguồn vốn được cấp để chương trình giảm nghèo bền vững trên địa bàn huyện. Năm 1418, từ núi rừng Lam Sơn, Thanh Hóa, Lê Lợi, vị anh hùng kiệt xuất của dân tộc đã phất cờ khởi nghĩa, hiệu triệu nhân dân đứng lên chống lại ách cai trị của nhà mình. 605 năm trôi qua, hào khí Lam Sơn vẫn còn đó như dấu son rực rỡ, minh chứng hùng hồn cho truyền thống yêu nước bất diệt, tinh thần tự lực tự cường của dân tộc Việt Nam. Anh hùng giải phóng dân tộc Lê Lợi, sinh năm Ất Sửu 1385, người làng Lam Sơn, phủ Lương Giang, nay thuộc thị trấn Lam Sơn, huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa. Ngay từ nhỏ, ông đã bộc lộ tư chất hơn người. Khi Lê Lợi đến tuổi trưởng thành, cũng là lúc đất nước bị phong kiến phương Bắc đặt ách đô hộ. Với lòng yêu nước và ý chí căm thù giặc, mùa đông năm 1416, khi mới ngoài 30 tuổi, Lê Lợi đã cùng 18 bằng hữu lập ra hội thề Lũng Nhai, gấp rút chuẩn bị mọi điều kiện cho cuộc khởi nghĩa chống giặc Minh. Khi điều kiện đã chín muồi, ngày 7 tháng 2 năm 1418, tức ngày 2 tháng Giêng năm Mậu Tuất, Lê Lợi giấy binh trên đất Lam Sơn, tự xưng là Bình Định Vương, chính thức phát động cuộc chiến chống giặc Minh, truyền hịch đi khắp mọi nơi, kêu gọi nhân dân cùng đứng lên chống giặc. Lam Sơn tụ nghĩa, Lam Sơn giấy nghiệp, Lam Sơn phát tích, đấy là một loạt những thuật ngữ đã được phát biểu, đã được lưu hành để nói về một miền trung du. Trên thì nối tiếp thượng du, dưới thì mở ra hạ du đồng bằng ven biển. Đấy chính là cái nhân lõi mà là cái linh tụ của cái xứ Thanh. Chính từ cái miền địa linh ấy mà chúng ta có nhân kiệt là Lê Lợi. Giai đoạn đầu tiên từ năm 1418 đến năm 1424, nghĩa quân hoạt động ở vùng rừng núi Thanh Hóa. Đây là quãng thời gian khó khăn nhất của cuộc khởi nghĩa. Năm 1424, theo kế của Nguyễn Trích, Lê Lợi quyết định đưa quân vào đồng bằng Nghệ An. Tháng 8 năm 1926, nhận thấy lực lượng đủ mạnh, Bình Định Vương Lê Lợi quyết định bắc tiến, lần lượt đánh bại các đạo quân hùng mạnh của địch do Vương Thông,
Liễu Thăng, Mộc Thạch dẫn đầu. Ngày 10 tháng 12 năm 1427, hội thề Đông Quan diễn ra, đất nước ta sạch bóng quân thù, Giang Sơn thu về một mối. 10 năm từ núi rừng Lam Sơn, cuộc khởi nghĩa do Lê Lợi lãnh đạo đã chuyển biến thành cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc vĩ đại, đánh bại một trong những lực lượng quân sự hùng mạnh nhất thế giới, đập tan ách đô hộ 20 năm của phong kiến Trung Hoa, mở ra một thời kỳ huy hoàng cho lịch sử dân tộc Việt Nam. Ý nghĩa lớn nhất của cái cuộc khởi nghĩa Lam Sơn này đấy, tức là đã giải phóng đất nước ta hoàn toàn ra khỏi cái ách đô hộ của nhà Minh. Tức là gì? Tức là chúng ta đấy, bằng những cái nỗ lực phi thường của Lê Lợi và nghĩa quân Lam Sơn đấy, thì chúng ta đã giành lại được cái nền độc lập dân tộc. Một trong những con người, một người quan của Thanh Hóa đã làm nên cái sự nghiệp rực rỡ, tức là chấm dứt 20 năm đô hộ của giặc Minh. Mà trong lịch sử, như cụ Phan Bội Châu gọi Đức Lê Thái Tổ là vị tổ trung hưng thứ hai sau người thứ nhất là Ngô Quyền. Hơn 6 thế kỷ trôi qua, cuộc khởi nghĩa trên đất Lam Sơn do Lê Lợi lãnh đạo mãi là dấu son chói lọi trong lịch sử dân tộc, trong tâm thức của muôn triệu người dân. Hào khí Lam Sơn, hào khí của tinh thần yêu nước, tinh thần đoàn kết và sự hy sinh anh dũng quật cường là bất diệt. Ngày hôm nay, hào khí ấy đang trở thành động lực để các thế hệ cháu con người xứ Thanh nói riêng và cả nước nói chung tiếp bước cha ông xây dựng quê hương đất nước ngày càng phồn vinh, giàu đẹp. Với khẩu hiệu hành động tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị, 5 năm qua, hơn 300 hội viên doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã sát cánh đồng hành phát triển doanh nghiệp, kết nối giao thương, xây dựng thương hiệu và gắn kết chia sẻ giá trị với cộng đồng. Tiếp nối và phát huy tinh thần đó, trong nhiệm kỳ 2023-2028, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa sẽ tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, tiếp tục triển khai các chương trình hỗ trợ hội viên, xây dựng bản sắc văn hóa doanh nhân trẻ xứ Thanh, đồng hành thúc đẩy phong trào thanh niên khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo và các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, cùng cộng đồng doanh nghiệp Thanh Hóa phát triển. Đại hội đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7 diễn ra vào ngày 6 tháng 10 năm 2023. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa tiên phong đổi mới, kiến tạo giá trị. Sáng nay ngày 6 tháng 10, đoàn đại biểu tham dự Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa lần thứ 7, nhiệm kỳ 2023-2028 đã đến dâng hoa dâng hương báo công tại khu văn hóa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, thành phố Thanh Hóa. Trong không khí thành kính thiêng liêng, đoàn đại biểu Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã kính cẩn đặt vòng hoa dâng hương, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến hy sinh trọn đời mình cho sự nghiệp cách mạng giải phóng dân tộc. Nhiệm kỳ vừa qua, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa đã không ngừng phát triển về quy mô và chất lượng, làm tốt chức năng hỗ trợ doanh nhân doanh nghiệp trẻ, giao thương kết nối, nắm bắt các chính sách của nhà nước, tiếp cận kiến thức, kinh nghiệm điều hành, quản lý doanh nghiệp, đồng hành cùng phong trào khởi nghiệp và tham gia có hiệu quả vào các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương. Trước anh linh của Bác Hồ kính yêu, Hội Doanh nhân trẻ Thanh Hóa nguyện đoàn kết gắn bó, đem nhiệt huyết tài năng, phụng sự quê hương, xứng đáng là những chiến sĩ trên mặt trận phát triển kinh tế xã hội của quê hương đất nước. Thưa quý vị và các bạn, không chỉ năng động sáng tạo trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua, các hội viên Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa còn tích cực đồng hành cùng cấp ủy chính quyền địa phương trong hoạt động an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, qua đó khẳng định vai trò trách nhiệm của doanh nhân chung sức vì cộng đồng. Mồ côi bố mẹ từ khi còn rất nhỏ, em Nguyễn Tuấn Minh được anh Trịnh Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty DigiWin Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa nhận đỡ đầu nhiều năm nay với mức hỗ trợ 500.000 đồng một tháng. Không chỉ Tuấn Minh, có khoảng 220 em nhỏ mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang được các doanh nhân trẻ Thanh Hóa nhận đỡ đầu cho đến khi đủ 18 tuổi, giúp các em tiếp tục được đến trường. Nhờ có sự bảo trợ của công ty DG Win, em sẽ cố gắng để học tập, để chăm ngoan, để có thể bù đắp lại công lao mà các bác đã nuôi dưỡng và tài trợ, bảo trợ cho em. Bản thân tôi, như doanh nghiệp của tôi đã bảo trợ 10 cháu
từ khi các cháu bắt đầu đi học cho đến khi các cháu là 18 tuổi. Thì hàng năm thì công ty trao quà và động viên các cháu, hỗ trợ một phần cái tài chính cũng như là động viên cái tinh thần to lớn đối với các cháu để cho các cháu có động lực để phát triển bản thân. Từ khi thành lập đến nay, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Thanh Hóa luôn kêu gọi các doanh nghiệp hội viên tích cực tham gia hoạt động từ thiện nhân đạo, chung tay vì lợi ích cộng đồng và coi đây là hoạt động thường xuyên thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nhân trẻ. Chỉ trong các năm 2018-2023, Hội đã huy động hơn 4,6 tỷ đồng để trao quà, hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, các em học sinh mồ côi trên địa bàn toàn tỉnh, ủng hộ quỹ nâng cánh ước mơ, tài trợ học bổng cho sinh viên nghèo, hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, ủng hộ công tác phòng chống dịch COVID-19, ủng hộ các tỉnh miền Trung bị thiệt hại do thiên tai, tổ chức hiến máu tình nguyện. Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục kêu gọi với nhiều cộng đồng doanh nghiệp trong hội doanh nhân cùng chung sức để cố gắng làm sao xây dựng được thật nhiều ngôi nhà tình nghĩa, thăm hỏi các bà mẹ Việt Nam anh hùng, các cháu có hoàn cảnh khó khăn, làm cái công tác an sinh xã hội nó được tốt hơn. Với phương châm phát triển doanh nghiệp gắn liền với trách nhiệm xã hội là chuẩn mực văn hóa, chuẩn mực đạo đức của doanh nhân, những doanh nhân trẻ xứ Thanh vẫn đang cố gắng hỗ trợ những người yếu thế trong xã hội vươn lên trong cuộc sống. Qua đó, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân Thanh Hóa thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội vì sự phát triển của cộng đồng. Đợt mưa lớn vừa qua đã làm huyện Thạch Thành bị ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương, thiệt hại nặng trên 1.000 hectare cây trồng và một số diện tích nuôi thủy sản. Ngay sau khi thời tiết ổn định, chính quyền các địa phương đã khẩn trương triển khai công tác khắc phục hậu quả. Sau 4 ngày bị ngập, hơn 40 hectare diện tích lúa mùa đang chờ thu hoạch của nông dân xã Thành Công, huyện Thạch Thành bị thiệt hại nặng. Nhiều diện tích gần như không thể thu hoạch. Gần 30 hectare mía vụ thu mới trồng và hàng chục hectare cây hoa màu của xã Thành Công cũng bị ảnh hưởng lớn. À, nhà tôi này có gần 4 sào ruộng, lúa bị ngập. Bây giờ hiện tại đang thu hoạch để thu về cho chăn nuôi, cho gà. Vừa qua mưa lớn và nước dâng cao ngập đến 4 ngày. Thì nước mới rút được. Sau khi nước rút thì đã được sự chỉ đạo của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo bà con nhân dân là cái chỗ nào nước rút thì chúng ta tranh thủ cái thời gian để chúng ta thu hoạch lúa vụ mùa, để chúng ta tạo cái quỹ đất để chúng ta tiếp tục trồng cái cây vụ đông. Ngoài thiệt hại về sản xuất, đợt mưa vừa qua khiến đê sông Bưởi trên địa bàn huyện Thạch Thành bị sạt lở 3 điểm. Tổng thiệt hại ước khoảng 36 tỷ đồng. Huyện Thạch Thành chỉ đạo các xã, thị trấn và người dân khôi phục sản xuất và gia cố các công trình bị thiệt hại. Hiện nay thì huyện thì đang chỉ đạo đối với cái lúa mùa, chỉ đạo các xã cho bà con gặt nhanh những cái diện tích mà không bị ngập và đã chín từ 80% trở lên. Còn đối với sạt lở bờ sông thì cái này về phía huyện cũng đã báo cáo tỉnh là tạo điều kiện để đầu tư và có cái kế hoạch để kè lại bờ sông. Thứ nhất là bảo vệ dân và thứ hai là bảo vệ đê. Huyện Thạch Thành đang xây dựng phương án kế hoạch xử lý lâu dài những điểm sạt lở dọc sông Bưởi, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền tới nhân dân về tránh chủ quan lơ là trong ứng phó với thiên tai. Trong chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, tỉnh Thanh Hóa được thực hiện dự án hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo. Theo đó, có 6 huyện gồm Mường Lát, Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Lang Chánh và Thường Xuân thuộc phạm vi dự án với hơn 8.500 hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Tổng kinh phí dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2022-2025 là hơn 263 tỷ đồng. Đến nay, các địa phương đang tập trung hỗ trợ nhà ở cho các hộ nghèo đúng quy định. Đã từ lâu, gia đình ông Tô Sĩ Phùng ở thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước luôn ước mơ có một căn nhà vững chãi, không sợ nắng mưa gió bão. Nhưng vốn là hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, lo bữa ăn hàng ngày nhiều lúc còn chật vật nên lấy đâu ra tích lũy để làm nhà. Chỉ đến khi được hỗ trợ 40 triệu đồng từ chính sách của nhà nước, gia đình ông mới dám mạnh dạn vay mượn thêm của họ hàng để xây dựng căn nhà mới rộng hơn 40m² với đầy đủ công năng sử dụng. Có nhà ở ổn định, các thành viên trong gia đình yên tâm phấn khởi, cố gắng làm ăn để có được cuộc sống khá hơn. Tôi thì hết tuổi lao động rồi, năm nay là 74 rồi, tuổi lao động không còn nữa, cho nên là việc khởi xướng để làm một căn nhà ở là có. Rất may mắn là đợt này có đợt nhà nước hỗ trợ cho hộ nghèo, thì gia đình tôi là được
hỗ trợ đợt này thì gia đình cố gắng làm nhà, đến giờ phút này thì cũng đã ổn. Để hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo, ngân sách trung ương hỗ trợ 40 triệu đồng một hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở và 20 triệu đồng một hộ sửa chữa nhà ở. Các địa phương đã tiến hành rà soát, thẩm định, tổng hợp danh sách hộ nghèo, cận nghèo cần được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở. Việc rà soát được thực hiện đúng theo quy định của thông tư 01 của Bộ Xây dựng về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho người nghèo nhằm tránh trường hợp không đúng hoặc bỏ sót đối tượng. Ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước, một số địa phương còn lồng ghép, huy động thêm các nguồn lực khác để hỗ trợ các hộ dân xây dựng nhà ở kiên cố, có khả năng chịu tác động của thiên tai, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. Xã có phân công cho các cái tổ chức đoàn thể và người dân trong thôn, đối với các hộ khó khăn về nhà ở thì các cái chương trình như là khuyến công, mỗi người hỗ trợ ngày công giúp đỡ các hộ để hoàn thành cái chương trình nhà ở. Ngoài ra là kêu gọi các cái mạnh thường quân và các cái doanh nghiệp và người dân trên địa bàn xã góp đóng góp công sức và hỗ trợ một ít kinh phí để cho các hộ trường làm nhà ở được hoàn thiện. Mặc dù các cấp các ngành đã có nhiều cố gắng và tích cực trong triển khai thực hiện, nhưng đến nay các huyện mới giải ngân được 2,8 tỷ đồng, tỷ lệ giải ngân đang còn thấp. Nguyên nhân do ngân sách của Trung ương được phân bổ chậm, đề án của tỉnh mới được phê duyệt chưa lâu, là cơ quan đầu mối theo dõi, kiểm tra đôn đốc triển khai. Sở Xây dựng Thanh Hóa đang tích cực phối hợp với các cơ quan đơn vị địa phương liên quan, hướng dẫn đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, cận nghèo nhằm đảm bảo mục tiêu dự án đề ra. Trong thời gian tới thì Sở Xây dựng sẽ tiếp tục phối hợp với Sở Lao động, phối hợp với các địa phương mà có các hộ nghèo, hộ cận nghèo theo cái đề án đã được phê duyệt để có cái kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn để triển khai thực hiện dự án. Tập trung xem xét giải quyết các cái khó khăn vướng mắc nếu như mà có cái đề xuất của các địa phương. Các huyện nghèo tỉnh Thanh Hóa là địa bàn biên giới miền núi, thường xuyên phải hứng chịu sự khắc nghiệt của thiên tai, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Trong khi đó, hàng nghìn hộ nghèo, hộ khó khăn đang phải sinh sống trong những ngôi nhà sập sệ, không an toàn. Bởi vậy, việc đẩy nhanh tiến độ hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo xây mới sửa chữa nhà ở là rất cấp thiết, giúp các hộ có nhà ở an toàn, ổn định, có khả năng chịu tác động của thiên tai, từ đó góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và tạo động lực để giảm nghèo bền vững. Thời gian gần đây, tình trạng vi phạm trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đường để kinh doanh buôn bán gây mất mỹ quan, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông trên nhiều tuyến phố tại thành phố Thanh Hóa tiếp tục tái diễn. Thành phố Thanh Hóa đã bố trí lực lượng chức năng phối hợp cùng các phường xã ra quân giải tỏa, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Tuyến quốc lộ 45 đoạn từ phường Phú Sơn đến phường Đồng Lĩnh, thành phố Thanh Hóa đi các huyện phía tây của tỉnh luôn có lượng phương tiện lưu thông đông. Song khu vực này có rất nhiều hộ buôn bán hoa, cây cảnh, giống cây trồng. Đường hẹp, nhiều xe ô tô dừng đỗ bốc xếp hàng hóa ngay trên đường giao thông. Cộng thêm việc các hộ dân bày bán cây lấn chiếm lòng lề đường khiến giao thông đi lại khó khăn và tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn cao. Đội kiểm tra quy tắc đô thị thành phố đã phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức ra quân giải tỏa, yêu cầu các hộ cam kết đưa hàng hóa vào đúng nơi quy định, không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường. Để tránh cái tình trạng tái lấn chiếm đã xây dựng kế hoạch không chỉ hàng tuần mà cái này là hàng tháng, hàng quý mà cũng là xuyên suốt trong cả quá trình. Chứ để tránh cái tình trạng là khi ta kiểm tra thì lại các hộ lại lùi vào, nhưng mà cái thời gian bỏ lỏng đi thì các hộ lại tái lấn chiếm ra, thì cái này thì đối với địa phương thì xác định là đây là cái nhiệm vụ thường xuyên, nên là sẽ xây dựng kế hoạch hàng ngày, hàng tuần sẽ kiểm tra liên tục để không có cái tình trạng để tái lấn chiếm xảy ra trên địa bàn. Khu vực chợ Trường Thi và chợ Cóc họp tự phát tại đường Bến Ngự thuộc phường Trường Thi lâu nay là điểm nóng về vi phạm trật tự đô thị. Mặc dù đã giải tỏa nhiều lần nhưng chỉ được một thời gian ngắn, tình trạng vi phạm lại tái diễn. Trong đợt ra quân lần này, thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân phường Trường Thi cần có các biện pháp quyết liệt, xử lý triệt để, kiên quyết chấm dứt tình trạng tái diễn vi phạm. Đồng thời, giao cho chính quyền các địa phương có biện pháp duy trì chống tái lấn chiếm. Nếu địa phương nào tiếp tục để tái lấn chiếm vi phạm sẽ phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân thành phố. Các phường xã phải có phương án để duy trì lực lượng với sự tham gia vào cuộc của hệ thống chính trị phường xã. Còn lực lượng chức năng của thành phố sẽ tăng cường và hỗ trợ những khu vực nóng, những tụ điểm phức tạp
và thường xuyên cùng với các phường xã để đảm bảo tốt công tác đô thị, để đảm bảo cho thành phố luôn luôn thông thoáng, sạch đẹp. Bảo đảm trật tự đô thị phải là việc làm thường xuyên liên tục, chứ không chỉ trong đợt cao điểm. Vì vậy, Ủy ban Nhân dân thành phố Thanh Hóa yêu cầu chính quyền các địa phương nâng cao vai trò, trách nhiệm trong việc duy trì trật tự đô thị, an toàn giao thông, tránh tình trạng sau mỗi đợt ra quân thì vi phạm lại tái diễn. Hôm qua, Ban chỉ đạo các chương trình mục tiêu quốc gia huyện Thiệu Hóa tổ chức đánh giá chương trình xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sản phẩm OCOP năm 2023, triển khai mục tiêu nhiệm vụ năm 2024. Ngay từ đầu năm 2023, huyện Thiệu Hóa đã ban hành nhiều cơ chế hỗ trợ phù hợp, kịp thời nhằm khuyến khích sự tham gia đóng góp nguồn lực của xã hội và nhân dân. Do đó, đến nay đã huy động được gần 500 tỷ đồng cho xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Trong đó, nguồn huy động từ cộng đồng dân cư trên 74,7 tỷ đồng và hàng chục ngàn ngày công lao động. Các phong trào hiến đất mở đường, chỉnh trang cảnh quan nông thôn, xây dựng tường rào mẫu tiếp tục được người dân đồng lòng hưởng ứng. Toàn huyện đã hiến 18.022 m2 đất để mở rộng đường giao thông, xây dựng nhà văn hóa, thảm nhựa Atlas, 40 km đường giao thông, nâng cấp 21 km rãnh thoát nước, xây mới cải tạo 52 nhà văn hóa và khu thể thao thôn, làm mới 92.748 m tường rào mẫu, tạo nên diện mạo mới cho nông thôn và đô thị. Sư đoàn 390 vừa phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Hà Giang, huyện Hà Trung tổ chức lễ khánh thành và bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng tại xã. Thời gian qua, Sư đoàn 390 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền thôn Chánh Lộc, xã Hà Giang để triển khai dự án. Sau gần 3 tháng thi công tích cực, khẩn trương, công trình nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Chánh Lộc đã hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng. Công trình có tổng mức đầu tư 2,5 tỷ đồng trên tổng diện tích hơn 255 m2, gồm nhà sinh hoạt chính và các công trình phụ trợ khác. Ngoài ra, Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị và Sư đoàn 390 tặng các trang thiết bị trong nhà văn hóa như hệ thống tăng âm loa đài, TV và các thiết bị phụ trợ khác. Thọ Xuân, vùng đất địa linh nhân kiệt, nơi phát tích hai vương triều Tiền Lê, Hậu Lê, nơi sản sinh những danh nhân kiệt xuất, nơi hội tụ những sắc màu văn hóa. Đền thờ Lê Hoàn, làng Trung Lập, xã Xuân Lập, di tích quốc gia đặc biệt thờ Lê Đại Hành Hoàng đế. Lễ hội đền thờ Lê Hoàn, di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Thọ Xuân, vùng đất di sản. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự 11 giờ trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa. Xin cảm ơn và kính chào tạm biệt.